À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với Đạo Phật. À, có một câu mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ngài nói rất hay. Nếu không qua dùng tiết lạnh làm sao hưởng được hương vị của hoa mai? À, ý muốn nói nếu như chúng ta không chịu khó chịu khổ để tu nhân tích đức, làm sao mình hưởng được cái phước báo? Giống như buổi sáng gì thức sớm, có nhiều người mình cũng khó thức lắm chứ không giỡn đâu quý vị. Nhưng mà mình phải cố gắng như sao vậy? Ví dụ như mình phải quyết tâm sáng tới 4:30 mới vào từ khóa tu. Mình ngủ khoảng 4:15 mình thức rồi, rửa mặt mày mình lên mình tu cho đúng giờ. Tuy là mình không có vào trong chùa nhưng mà mình nghĩ ngay cái gia đình mình cũng như là một cái ngôi tam bảo, như ngôi chùa nhỏ đi, giống như mình theo quy tắc, đưa lên quy tắc cho chính mình cho nó nghiêm túc, lên tu đúng giờ. Thấy không? Quý vị biết những đức đi ra bên ngoài mà thời gian những đức tu, quý vị thấy đúng giờ đúng giấc. Thêm nữa không có cái quan niệm đi đâu chơi. Nghĩa là ở trong nhà rồi lo tu tập thôi. Đó cũng là mình phải quyết tâm quý vị. Nên là các ngài nói mình phải chịu khó chịu khổ, giống như phải qua dùng tiết lạnh khó chứ mới hưởng được hương vị hoa mai. Giống như dạy Lục Tổ Huệ Năng là phải, tuy ông tu hành ông giác ngộ rồi đó, nhưng mà ông phải gặp những sự khó khăn trở ngại chung chung, giống như Lục Tổ Huệ Năng mà còn phải bị đuổi giết rồi rớt xuống xuống núi rồi vào trong cái nhóm thợ săn gian nan lắm, mười mấy năm không giỡn đâu quý vị. Trong mười mấy năm đó mà giữ đạo tâm không đơn giản chút nào, nghĩa là sống còn khó đừng nói chi cái chuyện giữ đạo tâm gì. Mấy người ta săn bắn ở trong rừng rú mà đụng cái người ta giết mình luôn, người sống trong đó khó không, nên được rèn luyện trong cái khó khăn cái trở ngại trùng trùng. Còn mình giờ tới giờ tu thôi mà mình đi lên trễ, lên trễ giống như cái đạo tràng một là thấy lên ổn ổn, đạo tràng hai thì lên hơi trễ chút. Nên mình phải quyết tâm. Thì mình tính ra đi cái thời gian trong cuộc đời của mình, thí dụ như sống cho tới 70 tuổi đi, nói thí dụ trong 70 tuổi này mình tính ra thử, mình tính từng ngày của mình, cái thời gian mà tu hành niệm Phật của mình, tu nhân tích đức của mình nó ít ít lắm luôn, trừ ra thời gian ăn ngủ đi chơi ngồi tán ngẫu coi phim hay là bấm điện thoại nhiều lắm quý vị ơi. Tính ra đi, mình tính ra thì mình thấy cái thời gian của mình bỏ trong cái khoảng thời gian mà mình mất đi nhiều dữ lắm luôn á. Còn cái thời gian mà tu nhân tích đức niệm Phật ít không nhiều. Bây giờ ví dụ như một ngày bây giờ những đức lên tu 5 thời đi, cái 5 thời tu đó có được 4 tiếng đồng hồ thôi. Không, 5 thời tu được 4 tiếng. Đó. Rồi xong á, bấm số niệm Phật đồ này kia cho thêm 2 tiếng nữa đi, 6 tiếng đồng hồ. Rồi xong 6 tiếng đồng hồ. Còn nhiêu thời gian quý vị nghĩ đi, mười mấy tiếng đồng hồ trong một ngày, ngày 24 tiếng, được có 6 tiếng. Còn 18 tiếng đồng hồ quý vị coi, ăn ngủ nghiêu ngao nó quá nhiều luôn. Thấy không? Chỉ có cái thời gian lên tu buổi sáng thôi mà không chịu lên tu đúng giờ. Lâu lâu lại Quan Âm có ngàn lại mà không cố gắng. Thấy không? Phải nỗ lực lên, cái này là mình làm để mình cầm theo mà. Thiện và ác mình đều cầm theo.
làm biến cũng cầm theo, niệm Phật cũng cầm theo, bố thí cúng dường cũng cầm theo. Nên từ nơi đó mà bản thân chúng ta giảm bớt một chút ngủ. Bây giờ từ hôm nay những đức quyết tâm hạ thủ công phu là giảm ngủ, giảm tối đa luôn á. Nó giảm quá nhiều luôn á, trong một tháng nay là sẵn cái đà làm luôn. Một đêm ngủ quy tắc phải 2 tiếng rưỡi 3 tiếng đổ lại dữ lắm. 2 tiếng rưỡi là bình thường. Nên thì buổi trưa nửa tiếng. Nó ngày đêm cho chừng 4 tiếng đổ lại. Còn nhiều thời gian là niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi vậy đó niệm Phật. Cố gắng luôn. Còn ăn ít có nghĩa là ăn chay ấy, quý vị. Ăn chay ấy, là mình cái tâm mình nó không có háo hức với đồ ăn mặn, được gọi là ăn ít ấy. Chứ không phải nói ăn ít là quý vị mà ăn đói, không phải. Ăn no thôi, mà ăn ít là ăn chay ấy. Chay lạc là biết đủ, hiểu chứ, ăn chay là gì đó. Đó. Nên từ nơi đó quyết tâm ăn chay trường. Nên từ nơi đó mà mình phải hạ thủ công phu, mình phải cố gắng. Buổi sáng là quan trọng nè. Buổi sáng thì tương lai mà cuối đời tuổi già tỉnh. Tại vì mình bớt ngủ một chút, lên thì nó buồn ngủ gì đó, nhưng mà cố gắng, từ từ quen. Buổi sáng mà nó tâm nhiên trẻ gì đó mà lên tu, đứng ngủ luôn. Ngồi ngủ là chuyện bình thường, đứng ngủ đó. Đứng ngủ mà vẫn lễ Phật không đơn giản. Này cũng là quyết tâm lắm đó. Quyết tâm, quá quyết tâm. Giờ tuổi ổng gì ông đi ngủ đi chứ, ai bắt buộc đâu mà. Quyết tâm lên tu, đứng ngủ. Ngồi ngủ thì bình thường, cái này ngồi ngủ là quá bình thường. Ngồi luôn, ngủ bình thường này, đứng luôn đó. Nó từ nơi đó cái tâm quyết vậy đó. Cái đó cũng là cách thị hiện. Thị hiện cho những người ngủ mà không lên niệm Phật. Thà mình lên, mình tu mà đứng ngủ cũng được. Viết từ từ nó bớt ngủ. Đứng ngủ, ngồi ngủ viết từ nó bớt ngủ, là quyết tâm. Hạ thủ công phu viết bớt ngủ. Chứ đâu đơn giản. Thấy không? Mình mà bây giờ người ta mà nói thành thị rồi này kia, thật sự thấy người ta ngủ, ngủ thời buổi tối người ta ngủ trễ, nhưng sáng người ta ngủ thức dậy cũng trễ. Nhưng mà mình mà buổi sáng mà mình thức dậy mà khoảng 4 giờ là 3 giờ rưỡi 4 giờ là đó mình thức quá sớm. Mà tại sao mình đi thức dậy chi vậy? Vì mình muốn niệm Phật giáng sanh, quyết tâm. Chứ sao? Nó phải cố gắng lên. Tại vì cái ngăn khoảng mà thời gian của mình nó không có nhiều. Thật sự mà nói, mà mình xài nó đi qua những công đoạn khác, nó quá nhiều à. Còn công đoạn mà niệm Phật, tu nhân tích đức mình ít lắm. Cái nghĩ về niệm Phật mình ít lắm, mà cái nghĩ của mình này kia nhiều. Thấy chưa? Bây giờ phải cố gắng, nỗ lực lên. Sáng mà 4 giờ gửi một cái là mấy ngàn người là cái vèo đông thức dậy hết. Giống như quân đội mà tao thổi kèn một phát thôi là ngồi dậy hết chứ. Cái đó là tự giác đó nghe, phải cố gắng á. Cái này không phải là như trong chùa mà thức dậy đi đại chúng ơi, chết đến nơi rồi, không có đâu. Này là tự mình phải tự mà rèn mình á. Nè, vì kiếm cái điệu đó đó, vì cài vô trong cái điện thoại bị á, nhưng mà đừng có để kế ông chồng. Nó không, ngoài đời đừng để đó, để đó nó sợ. Từ nơi đó mà tự mà cố gắng lên, kiếm điện thoại báo thức nhỏ nhỏ nè để kế bên. Ghê lắm nghe, nó tới giờ ngủ ghê lắm. Điện thoại báo thức xong mình ngồi dậy xong mình tắt điện thoại báo thức luôn. Tắt xong mình nằm xuống ngủ nữa. Mình tắt xong mình nhìn còn nửa tiếng nó để nằm 10 phút. Họ nằm 10 phút xong mở mắt ra 6 giờ. Không có đơn giản đâu quý vị ơi. Cái ngủ nó ghê lắm. Thật thì mà.
Nó cái ngũ dục lục trần nó ghê lắm. Nên không phải mình nghe báo thức mình cũng thức đó. Mình thức sao mình đang say nhìn đồng hồ nửa tiếng là 10 phút đứng. Mình tắt báo thức mất tiêu rồi. Tắt rồi. Nghe nó reo, nghe mình reo reo mình tắt liền. Tắt xong mình nó để nằm 10 phút, 20 phút. Rửa mặt mày này kia 5 phút. Còn 15 phút nó vang nó lên. Nằm giọng chơi một chút. Nằm giọng ngủ luôn quý vị. Rửa mặt rồi nằm giọng lại cũng ngủ luôn nữa chứ đừng nói chuyện chứ. Nó kinh như vậy đó à, mà lạ lắm nghe. Cái giờ bình thường nằm nó không ngủ, mà cái giờ chuẩn bị tu nó ngủ. Đúng là cái nghiệp quan gia nó ghê thiệt. Cái giờ mình chuẩn bị mình tu nó mới ngủ, mà cái giờ mình chuẩn bị mình lên mình tu, cái giờ đó mình nằm 5-10 phút mình nằm giọng đồ rồi sao mình nói kéo dài thời gian thêm chút nữa. Nó ghê lắm, cái tâm nó kinh lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Mà lúc mà tu không vô nó có cái tâm đó đó. Cái còn mà 10 phút mà 5 10 phút mà lên tu á là nằm nó cảm thấy sảng khoái, nó thích lắm. Nó thời gian dài thêm chút nữa đi. Nhưng mà cái giờ mà mình chưa tu chứ còn thời gian mình chưa nằm đâu. Không nằm mình đi khơ kiếm đâu này kia nói chuyện tào lao chứ. Nhưng bây giờ tu thì nó lại muốn nằm. Nó ghê không quý vị. Thì xem lại phải không, nó ghê lắm. Nghiệp quan gia nó kinh lắm. Bởi vì phải phát tâm cho nó dũng mãnh lên. Mình mà thấy mà cái người mà chết mà hước hước lên, mình nghĩ rằng khá sao cẳng tử nghiệp. Mình trông chờ cái thời gian niệm Phật nó khó khăn với mình. Nên bản thân mình giờ còn trẻ mình nỗ lực mình giảm ăn giảm ngủ lên chút. Bây giờ đêm một tháng nay là cứ 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Bây giờ vô 1 tháng rồi bây giờ bắt đầu sẵn cái đà làm luôn. Không ngủ nữa. Bây giờ có ngủ nghe niệm Phật luôn mà tỉnh quý vị ơi, hay nghe hay ghê. Đúng là niệm Phật lễ Phật nó tỉnh thiệt luôn á, không có ngủ nhiều mà ăn ít là luôn, hôm nay bụng nhỏ xíu luôn, bụng nhỏ luôn quý vị ơi, công nhận hay thiệt cái môn lễ Phật này, cái bụng nhỏ nghe nó lướt ngồi vào giá quá quý vị, ngồi vậy nè bụng nó như quả nương quý vị. Đâu cái gì nè bụng cái nó liền, nhưng bây giờ mình lấy bật mình ẩn lên thì cái bụng nó thẳng ra với cái việc rồi mình xuống á, mình xuống ngay chân cái bụng á là bụng nó nhỏ lại á, nó giống tan mở bụng quý vị, xuống ngay cái bụng á xuống giống như hồi xưa mình tập tạ mình vô ngay chỗ nào là lên chỗ đó, xuống ngay cái bụng thì cái tan mở bụng nên nó ngộ vậy đó. Nó hay cái môn lễ Phật này hay thiệt. Nếu mà cái đà này lễ 2 tháng nữa, giá mất tiêu bụng. Chứ không phải chuyện giật mất bụng luôn á. Nên không biết có sục ký hay không biết, nhưng mà thấy sao nó nhảy sờn. Giờ đó lễ Phật cái bụng nó ểnh lên, nó lễ đâu có xuống được đâu. Mà bây giờ mà lễ Phật mà sát luôn á, ý là cái bụng nó nhỏ, cái bụng nó mềm, nó mềm lại. Tại vì mở bụng á, hồi cấp mở bụng nó dày lắm nghe. Hồi cấp ngồi thuyết pháp bụng mở bụng dày lắm, mà giờ gờ vô da bụng mỏng mà mở đột tiêu chứ. Thì chắc là ít ngủ ít ăn đồ lại này kia rồi nó giảm bụng lại luôn. Lễ Phật nhiều quá, ngày năm thờ lễ liên tục, lấy quay tới giờ lễ Phật, lấy quay tới giờ lễ Phật, lễ suốt. Nó bây giờ tranh thủ cố gắng nó, nên như Đức khuyên Phật tử phải tới giờ lên tu cố gắng lên, nghe không, giờ lên tu cố gắng lên. Mình đầu tư ngay cái nhà mình có cái lo tu cho nó âm thanh nó hay. Đầu tư nghe, mình phải mình cái gì mình cũng đầu tư. Dám mua bộ đồ xịn bản, dám mua đồ dài xịn. Tại sao không dám mua cái lo? Mua cái laptop cho nó chắc ăn. Tu nó không có hết pin giữa chừng, ví dụ đi. Kiếm cái gì thì mình đầu tư cái chỗ tu của mình cho nó đặc biệt. Nó còn ví dụ nhà 2-3 người đồ, hoặc là thứ bảy rồi mình mua cái gì là gì cái cam cam gì đó, cái gì mà quay phim được, webcam gì đó, nó quay luôn chơi gì đó, đầu tư vậy đó, mua cái tivi luôn, gắn cái tivi. Bữa nay mua cái bàn thấp thấp sợ ngồi nói chuyện ngước lên viết sợ bị bệnh, bệnh gì không bị ngước lên, ngước lên viết nó quen cái gì nói chuyện ngước luôn. Tại tivi nó cao, ngồi nhìn cái vị ngước cao đó, dưới quen. Nhưng mua cái bàn thấp, tuốt dưới đi nhìn cho ngang ngang thôi.
Nên từ nơi đó mình phải đầu tư cái chỗ tu hành của mình. Đầu tư cái chỗ tu hành của mình. Nhớ nè, mỗi một người là giống như một cái phòng. Này là mình chia sẻ tình cảm nha, gia đình. Một người là một cái phòng. Đừng có nên một người mà giữ thêm một phòng nữa. Thấy không? Đừng giữ thêm phòng nữa. Dù như mấy cô có 2-3 chiếc điện thoại, mấy cô lại bắt 2-3 chiếc điện thoại lên lượt, là mấy cô chiếm 2-3 phòng. Không nên. Này là tình cảm gia đình nghe, nhắc nhau chân thật. Đừng buồn. Một người một phòng thôi. Dù 2 vợ chồng một phòng cho nó tình cảm. Chứ 2 vợ chồng mà tách ra 2 phòng thì đâu có chịu kiểu này. Bây giờ 2 chồng vì chịu ngủ phòng riêng không? Đâu chịu. Vậy thì quý vị 2 chồng một phòng thôi. Thấy không? Vô một phòng 2 chồng cho tình cảm. Thấy không? Từ khi mà nhà 4 người mà nó quay không được 4 người thì cho phòng nữa đó. Nó chia làm hết đôi cũng được. Còn nếu không thì gom nhỏ lại để thành một phòng 4 người. Ví dụ vậy đó. Phải đầu tư cái chỗ tu nghe quý vị. Sao cái gì cũng đầu tư mà sao cái chỗ tu cũng chịu đầu tư chứ? Nó mua miếng niệm cho nó ngon lành lễ vật. Cái lo mà kết nối Zoom đó mà tu phát âm cho nó hay. Đầu tư thêm cái tivi luôn. Nó phát hình ảnh đồ ra. Phải đầu tư cái chỗ tu. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật ta lại nhà mình tu, đầu tư cái máy lạnh luôn. Bật cho nó mát cho người ta tu. Tu xong rồi đầu tư lẩu luôn. Đãi tang luôn thử coi sao. Nó vì chân thật vì làm đi, cái phước duyên này không đơn giản đâu. Vì người ta mà làm, nhiệt tình vì người ta mà làm. Những Đức nói cuộc đời Những Đức từ đây cho tới chết niệm niệm vì người khác. Sống là niệm niệm vì người khác mà làm. Không buồn giận ai để trong tâm. Cái này là chắc chắn Đức làm được rồi đó. Không buồn giận ai để trong tâm. Không bao giờ tính toán báo thù người khác. Người khác có đối xử với mình sao cũng không bao giờ tính toán với họ. Nó có đối xử với mình sao cũng không tính toán với họ. Không thấy mình thiệt thòi. Hạ thủ công phu làm cái này được á. Không thấy mình thiệt thòi. Không bao giờ kể những cái chuyện mà khi gặp nhau mà những cái chuyện mà đã qua không vừa bụng nhau. Không ngồi với nhau nói chuyện đó. Hiểu không? Nên không có những cái điều đó nữa. Chỉ là mình nhắc nhau phương tiện mà khi mà nói chuyện để mà nhắc đừng dính vô chuyện đó thôi. Còn mình không bù dặn họ để trong tâm. Không làm điều đó nữa. Phải hạ thủ công phu để quyết tâm về cực lạc. Bây giờ mình nói về cực lạc hoài, mình về một chuyến thế giới cực lạc, coi thế giới cực lạc làm sao. Coi cái thế giới cực lạc làm sao, một chuyến thì mình về coi. Đời này phải về thế giới cực lạc, một chuyến coi làm sao. Rồi lúc đó mình về cực lạc xong mình trở lại cõi ta bà này, sao cũng được. Đi chơi đâu cũng được. Chỉ cần về cực lạc xong trở về đây, muốn đi chơi đâu cũng được. Nha. Đi du lịch đâu cũng được. Còn cái đời này bây giờ là không đi đâu đó chứ. Đi du lịch đâu đó chứ. Đi chơi đâu, chỗ nào đẹp đó chứ. Tại vì muốn hạ thủ công phu để mà đời này phải về thế giới cực lạc gặp ai với đàn lần đi. Rồi xong rồi ngày ban cho mình chiếc áo giáp bằng vô, lúc đó vị đi tha phương pháp giới chơi luôn. Thoải mái. Không còn thói chuyển nữa quý vị ơi. Quyết tâm lên mới được. Quyết tâm ơi, đúng rồi, quyết tâm lên. Mạnh mẽ quyết tâm lên ừ. Nó thiện nhất tâm được, quyết tâm lên nghe không? Không quyết tâm là không được. Nó phải giờ mình làm cư sĩ mình kết hợp với nhau, mình đem tịnh độ mình rải. Rải khắp nơi nơi cho chúng sanh được nhờ. Phải gì mới được. Biết đâu cái nhân duyên của những Đức đó là cái sứ mệnh mình làm cư sĩ hoàn truyền tịnh độ rồi sao? Giờ còn cái mạng này thôi, không vợ con, không có gia đình gì chứ. Là đánh chặn tơ bờ qua lá luôn, không còn cái gì nữa chứ. Không dính cúng dường, không có cái gì hết trơn. Chỉ cần một ngày 3 miếng đậu hũ là rồi xong. Thấy thấy chưa? Buổi ăn miếng chưa chắc hết nữa. Cho ngày 3 miếng đậu hũ. Nó ăn dữ lắm cho nửa ký rau muống. Rồi canh là những Đức không ăn, những Đức là không có ăn canh. Đó giờ không ăn canh quý vị. Biết sao kỳ cục vậy? Không ăn canh. Nó, mà thôi quý vị cứ ăn canh thì đừng học theo. Nó rồi 3 miếng đậu hũ. Nửa ký rau muống của một ngày. Gạo nửa lon. Một ngày ăn nửa lon gạo.
ăn gì đó. Vậy đó là niệm Phật là cái vốn về cực lạc rồi đó. Quyết tâm phải về cực lạc đời đây. Giờ trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ nói tới cái cực lạc thù thắng, bây giờ mình cứ nghe thù thắng. Có người mà bây giờ mình ở cái cõi này, mình nghe cái quán nào, cái chỗ nào mà mở ra đẹp là mình muốn lợ. Mà cũng là ở cõi ta bà, tại sao mình không về thế giới cực lạc thử một chiếc? Thế có Phật A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài nói sao? Thế giới cực lạc. Còn mình về đó xong rồi, lúc đó mình đảnh lễ Phật A Di Đà xong, mình muốn đi tha phương pháp giới đó mình đi. Mình chịu khó, chịu cực đời này đi quý vị, chịu thiệt thòi. Chịu bị chữ, bị mắng, chịu hết. Nó... mặt trái để niệm Phật luôn. Bây giờ là không ngại cùng gì cho quý vị ơi. Ai nói cái gì cũng không có buồn giận để trong tâm. Nó không muốn hơn thua đấu đá gì ai nữa chứ. Vì sao? Muốn gì cực lạc. Muốn gì cực lạc. Nên những đức nói bây giờ là mấy anh YouTube là anh em bạn bè. Những người thương mình cũng là bạn, mà người ghét mình cũng là bạn luôn. Nó, mấy anh đạp tôi dưới đất ra chăng nữa, ngước cái mặt lên cười với mấy anh cái luôn. Quyết tâm gì cực lạc. Cười nó đạp vô mặt thêm cái nữa. A Di Đà Phật. Thấy không? Quyết tâm gì cực lạc mà. Bây giờ mong rằng tất cả những anh em bạn bè của mình, mấy anh em YouTube tụi này kia bạn hết. Thấy không? Mấy anh em bây giờ cố gắng đem tịnh độ giới thiệu đi. Sau này tôi mà có nhân viên, tôi làm một cái chương trình gì một cái, tôi mời mấy anh em YouTube là hết. Anh em bạn bè bây giờ phải làm việc gì đó ý nghĩa trong cuộc đời, làm việc thiện gì đó cho nó đặc biệt, nó miễn có tiền chút đỉnh nuôi vợ con lo gia đình được rồi. Còn nhiêu là mình phải nhất định phải đoạn ác, việc mà ác là không làm. Giờ anh em cùng chung tay, giờ tôi làm cư sĩ, tôi giờ đâu có nhận cúng dường gì đâu, tôi đâu có chùa cao Phật lớn, tôi đâu có gì đâu. Bây giờ anh em phải bắt tay với nhau làm việc thiện. Nó, những anh em khen tôi cũng được, mấy anh em đã từng nói tôi, chửi tôi cũng được. Bây giờ thôi thương nhau đi. Tôi mỗi ngày tôi hồi hướng cho mấy anh em gia đình hạnh phúc, sức khỏe tốt, làm YouTube càng ngày càng nhiều like. Chứ mình nói mình vậy đó. Anh em mà đã là anh em thì phải thương nhau chứ. Đó, bạn bè anh em phải thương nhau. Đó, nên bây giờ vậy đó. Tôi giờ tôi đâu còn gì nữa đâu. Hồi xưa tôi có này có kia, tôi ngồi nghênh ngang đồ này kia, ghét tôi, bây giờ tôi còn gì nữa đâu. Còn cái chiếc áo lam nhăn nheo chứ ủi. Thấy không? Từ nơi đó mà bây giờ phải cố gắng niệm Phật, hạ thủ công phu lên, lại dí âm chiếc này là hừng hực lên. Nó, hai ngày tối đêm nay tiếp tục 12 giờ khuya hừng hực cái tâm lên tu lại Phật, say sẩm luôn cũng lại nữa, thử coi sao. Quyết tâm gì cực lạc mà. Nó, giảm ăn giảm ngủ lại luôn. Nó, nên từ nơi đó phải phát tâm cho nó mạnh vậy đó. Thôi chúc vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc quý vị buổi sáng an lạc nha. A Di Đà Phật.